đến quy định bảo mật thông tin. Thông thường 2 tháng, cán bộ IT FPT Software phải thay đổi cấu hình IP mạng cho từng máy tính. Tuy nhiên, việc thay đổi cấu hình bằng tay rất thủ công và mất thời gian. Trước thực trạng trên, tác giả Võ Minh Phan FPT Software đã nghiên cứu ra Tool Deploy Switch. Tool Deploy Switch giúp người quản trị thiết bị giảm thiểu thời gian và công sức bằng cách cấu hình trên tool, nhóm gọp các máy tính vào một nhóm, sau đó apply lệnh xuống thiết bị. Chưa đầy 2 phút, hàng trăm câu lệnh tương ứng với số thiết bị cần thay đổi đã được tool sử dụng tự động thay vì IT cấu hình thủ công bằng tay. Cùng với đó, tool còn có chức năng lưu và xuất report quản lý việc thay đổi cấu hình bằng tài khoản của admin chuyên dụng, giúp đảm bảo bảo mật. Hiện Tool Deploy Switch đang được áp dụng tại trung tâm IT của FPT Software. Từ khi áp dụng tool, việc thay đổi cấu hình mạng máy tính đã giảm được trên 90% thời gian và công sức của người quản trị. Sáng tạo Deploy Switch hoàn toàn có thể được sử dụng tại các doanh nghiệp trong việc quản trị, thay đổi cấu hình trên nhiều thiết bị.